Xin chào các bạn, là mình Kamezaman Vochi đây ạ. Tập 70 từ đã phát hành được gần 2 tuần rồi và chúng ta vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về tập mới tiếp theo cả. Ngay cả khi season 24 được công chiếu, nó cũng không tiết lộ quá nhiều về những sự kiện có thể xảy ra tiếp theo. Vậy nên nay mình sẽ phân tích giả thuyết về việc rất nhiều người đang nói về sự hợp tác giữa Gimantolus với Liên Minh. Sẽ có những điều gì sẽ xảy ra trong sự hợp tác đầy bùng nổ này? Có những lợi ích nào Liên Minh sẽ được hưởng từ Gimantolus và liệu sẽ có mối nguy nào mà tên này phải phóng trừ hay không? Hãy like và đăng ký kênh của mình để theo dõi thêm về những phân tích khác về vũ trụ CKBD và để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin mới nào về tập 70 nhé. Được rồi, chúng ta cùng bắt đầu video ngay thôi nào. Let's go! Như bao người xem xong tập 74 thì đã cảm nhận được sức mạnh hạm đội át châu Tolus như nào rồi. Đó chính là mối nguy tiếp theo mà Liên Minh sẽ phải chống chọi lại sau thảm họa CKBD Tolus. Chỉ với sức mạnh của lũ CKBD với sự lãnh đạo của tiến sĩ CKBD và Gimantolus, Liên Minh đã phải chiến đấu cho tới tận bây giờ thì mới có thể tạm nói là giành lại được thế trận chiến thắng về tay. Nhưng với sức mạnh của lũ át châu Tolus mới, mặc dù chúng không có số lượng đông như CKBD, nhưng số lượng này của chúng vô cùng chất lượng. Khi mà con nào cũng sở hữu những khả năng chiến đấu và hỏa lực cực kỳ mạnh mẽ, chắc chắn cuộc chiến này sẽ rất bùng nổ và khó nhằn đối với Liên Minh đây. Vì hầu như họ chưa có những vũ khí nào có thể đáp trả lại những tên này, trong khi chúng đã hiểu rõ sức mạnh của từng Titan ra sao. Nhờ tên Astro FO và tên Astro Designer đã xuất hiện trên trái đất này từ rất lâu trước đó rồi, nên hầu như những hỏa lực hay tuyệt chiêu của các Titan đã bị các Astro Tolus chống đỡ một cách dễ dàng. Ngay cả Titan TV Man mạnh mẽ như vậy giờ đây cũng gần như bất lực trước chúng. Bắn thì cũng không trúng, mà trúng thì cũng chưa chắc đã đau. Còn kiếm thì có vẻ phế luôn rồi, vì tên Astro nào cũng sở hữu tốc độ cực kỳ nhanh, nên việc tấn công cận chiến đối với chúng trở nên khá là bất lực. Ngay cả thứ được cho là hữu dụng nhất là tia chết chóc từ màn hình, thì chúng chỉ cần có mấy chiếc kính bảo hộ đã có thể an toàn rồi. Vậy nên nói thẳng ra là Liên Minh nếu mà chiến đấu ở thời điểm hiện tại với lũ Astro Tolus thì không khác gì tự tìm tới cái chết cả. Do đó mà họ sẽ cần phải có những sự nâng cấp rõ rệt, và người có thể làm họ thay đổi lúc này có lẽ chỉ có tiến sĩ TV Man, người đang có kế hoạch nghiên cứu cánh tay Astro trước đó, hay thậm chí là kế hoạch kết hợp với Gimantolus cũng đã được tiến sĩ TV Man đề cập. Có vẻ như Gimantolus hiện giờ chính là chiếc chìa khóa để đưa họ tới được với chiến thắng trước lũ Astro Tolus. Vì như các phân tích trước đó thì Gimantolus khả năng cao từng là một Astro Tolus, cho nên hắn sẽ hiểu về lũ Astro từ cách chiến đấu, sức mạnh của chúng như nào, từ đó mà tìm ra cách khắc chế, như việc hắn đã làm với tên Astro Designer vậy. Đồng thời có thể hắn sẽ giúp tiến sĩ TV Man nghiên cứu cánh tay Astro nhanh hơn, từ đó mà có thể nâng cấp cho các tay từng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng liệu Gimantolus có chấp nhận hợp tác với Liên Minh hay không? Nhớ đâu giờ hắn không thèm kết hợp thì sao nhở? Nếu Gimantolus làm như vậy thì chắc chắn hành động này của hắn sẽ là một sai lầm lớn, bởi tình trạng của hắn hiện tại cũng thảm không kém gì Liên Minh, trong khi bản thiết kế của hắn sẽ chưa thể hoàn thành được, vì cuộc chiến trước đó với Liên Minh đã làm tiến độ hoàn thành của dự án này bị kìm hãm. Chắc chắn Gimantolus sẽ không thể hoàn thiện nó ngay lập tức trong tập 75 được, vì nếu như vậy thì hắn đã không phải khổ sở để chạy tùng lung từ tập 71 tới giờ rồi. Số lượng kỹ sư CKBD Tolus cũng đã còn rất ít nữa, nên việc hắn hợp tác với Liên Minh và các kỹ sư của Liên Minh có thể giúp hắn hoàn thiện bản thiết kế là hợp lý, vì trước đó hắn cũng đã ngỏ lời về việc hợp tác này rồi, khi mà hắn nói Liên Minh sẽ cần hắn ta. Chỉ là lúc đó Titan TV Man đang lúc sôi máu mà hắn nói như vậy thì ai mà nghe cho được. Nhưng có tiến sĩ TV Man nói giúp rồi thì có lẽ Titan TV Man sẽ tạm bỏ qua hiềm khích mà tìm tới Gimantolus với tâm thế bình tĩnh hơn, và kế hoạch mà Liên Minh sẽ dựng lên là hoàn thành bản nâng cấp cho tên Gimantolus, và hắn sẽ giúp đỡ Liên Minh ngược lại bằng việc chiến đấu cùng với họ để chống lại lũ Astro Tolus. Thế nhưng hãy nghĩ xa hơn một chút, thứ mà chúng ta luôn nhắc tới về tên Gimantolus, đó là sự xảo quyệt của hắn ta, thứ đã đem lại cho hắn sự sống sót cho tới bây giờ. Nên Gimantolus như con dao hai lưỡi vậy, hắn có thể phản bội lại Liên Minh bất cứ lúc nào. Trong khi hắn đã được hoàn thành bản nâng cấp mạnh mẽ như vậy thì việc hắn tấn công Liên Minh là rất cao. Cứ cho là hắn sẽ giúp Liên Minh đánh đuổi lũ Astro Tolus đi thì cuộc chiến về sau giữa hắn sẽ lại có thể bắt đầu lại. Mà trong khi hắn mạnh mẽ như vậy thì Liên Minh sẽ lại phải chống đỡ rất khó khăn đây. Nhưng lúc đó Liên Minh cũng đã có thêm những nâng cấp rất mạnh mẽ rồi, nên việc trở lại mối thâm thù trước đó thì cũng không phải là vấn đề gì lớn. Có khi là cuộc chiến sẽ có thể kết thúc hoặc diễn ra vô cùng dài, từ đó mà Liên Minh sẽ thực sự liên kết với Gimantolus rất lâu. Có khi là mối thâm thù sẽ bị quên lãng. Mình có một giả thiết về vũ trụ CKBD có thể sẽ kết thúc với một cái kết có hậu, đó là sau khi cuộc chiến với Astro Tolus kết thúc êm đẹp thì Gimantolus sẽ đình chiến với Liên Minh, và có lẽ hắn sẽ cùng các CKBD rời tới một khu khác, khu tự trị của hắn, và không có còn có cuộc chiến nào với Liên Minh nữa, và Liên Minh cũng sẽ cùng con người sống bình yên. Cơ mà cái đoạn này chắc là còn lâu lắm, mình chỉ đang tự sườn cái kết có hậu vậy thôi, chứ ông đa phúc hay có mấy cái bất ngờ lắm, chả biết đâu mà lần được. Vậy các bạn nghĩ sao về sự kết hợp giữa Liên Minh và Gimantolus? Hãy để lại những giả thuyết của bạn nhé. Đừng quên nhấn cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video mới nhất nhé. Bye bye!